Ngày 23 tháng 9, đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban nhân dân thành phố để thông qua một số nội dung dự kiến tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tổ chức vào tháng 10 sắp tới. Tại kỳ họp lần này, Ủy ban nhân dân thành phố nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo xin ý kiến thông qua đề xuất nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu đô thị số 1 Cải Đan, khu đô thị số 2 Xã Bá Xuyên và khu đô thị số 2 phường Lương Sơn. Nghe ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố báo cáo xin ý kiến chủ trương đầu tư 4 dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Cũng tại phiên họp lần này, Ủy ban nhân dân thành phố nghe phòng văn hóa thông tin báo cáo hiện trạng đề xuất phương án treo cờ Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố xin ý kiến tham gia vào cơ chế hỗ trợ đối với giáo viên hợp đồng định mức khoán, chế độ đãi ngộ đối với giáo viên biệt phái tại phòng giáo dục và đào tạo, giáo viên giỏi, học sinh giỏi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong 9 tháng qua, thành phố sông công cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 10.500 tỷ đồng, bằng 95% so với kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.180 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 150 triệu USD, bằng 77,3% so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt gần 23.000 tấn, bằng 100% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố ước đạt 77 triệu đồng một người một năm. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất thông qua các dự án đã được đề xuất, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến cụ thể đối với từng dự án để khi triển khai sao cho có hiệu quả nhất. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao tinh thần tham gia đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu chỉnh sửa cho phù hợp để tiếp tục thông qua ban thường vụ trước khi trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới.